Xin chào tất cả các bạn nha. Mình có một số mặt hàng mới cho các bạn xem. Chị ơi, đấy, vào đây. Các bạn mà muốn mua hàng nội thất hay là gì đến cửa hàng. Con đứng ở đây. Đẹp vâng. Đứng ở đấy nha. Đấy. Mọi người mà mua hàng thì đến thôn Hạnh Lâm, xã Hiển Khánh, Nam Định, Hà Nội nha. Gặp mà có gì mà mua hàng liên hệ với anh Dương Văn Phượng. Bác cắt. Bác quay hết hàng không cắt. Toàn mặt hàng mới nha các bác nha. Hàng nhà mình là hàng đóng thủ công nguyên chất, chất liệu gỗ thì thôi rồi các bác cứ xem ngoài nha. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với giá bán, có gì có người tư vấn. Đường nét hoa văn thì không phải nói rồi. Đấy, các bác nhìn thì biết tay nghề thợ kỹ thuật cao. Đây là một số loại sập nhé. Nhà mình là làm hàng thủ công nên là các bác không phải lo. Mọi người cứ thích mẫu mã nào thì hãy liên hệ với Dương Văn Phượng. Gì? Công nghệ mạnh như này bán hàng. Mọi người mà liên hệ sập hay là kệ hay gì thì gặp anh Dương Văn Phượng, thôn Hạnh Lâm, xã Hiển Khánh, Nam Định. Số điện thoại tư vấn là 0766494781. Mọi người trực tiếp liên hệ nhé. Nào, có màu nào, có màu có bán không nào để bác giao nào. Có màu lớn hết rồi. Sau này mai sau này mai lớn thì xem nhá. Lớn tự xem video của mình. Không bao giờ mất.
Nhà mình xưởng hơi nhỏ nên là sắp xếp không được gọn gàng lắm, nhưng nó được cái là của nhà làm ra nên là hàng chất lượng.